Hello anh em, mình là Hoàng Vâu, review mới của channel Lotto Bà Z. Và hôm nay để chào sân cho channel thì mình sẽ mang đến một chủ đề mà rất nhiều anh em đang quan tâm. Đó là Lotto cấu hình rẻ nhất để chơi được tựa game Genshin Impact. Genshin Impact là một tựa game đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Và có rất là nhiều anh em hỏi trên channel là: anh ơi, máy này của em chơi được Genshin Impact không? Hay là: laptop này cấu hình chơi có bị giật không? Cấu hình kia chơi có bị lag không? Chính vì thế, hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em một chiếc laptop gaming có cấu hình cơ bản trong tầm giá 15 triệu, đủ sức để anh em chiến được tựa game Genshin Impact nhá. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa, vào video thôi. Genshin Impact là một tựa game được phát triển bởi MiYoYo, một nhà phát triển rất nổi tiếng với những tựa game như là Honkai Impact 3 hay là Gunscale. Nếu bạn là fan của GTA hay là Legend of Jedi thì chắc hẳn bạn sẽ bị lôi cuốn bởi một thế giới mở rộng lớn, đồ họa phong cách anime bắt mắt cùng dàn harem ấn tượng. Hơn nữa, tựa game được hỗ trợ tiếng Việt và lại hoàn toàn miễn phí nên chắc chắn anh em không thể bỏ qua. Và với tựa game Genshin Impact này thì nó đòi hỏi cho mình một cấu hình rất mạnh. Đồng ý với việc là tựa game được phát triển trên đa nền tảng nhưng với mình thì trải nghiệm trên laptop vẫn là tốt nhất. Ở trên nền tảng điện thoại, nếu như bạn không sở hữu cho mình một chiếc gaming phone thì thật sự đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn không tốt cho lắm. Mình đang sử dụng chiếc ROG Phone 2 với chip Snapdragon 855 Plus mà khi chơi vẫn chưa đạt được hiệu quả tối đa, đôi khi bị tụt khung hình, máy nóng và rất là hao pin. Vì vậy, chơi trên laptop là một phương án cực kỳ hợp lý, vừa có tính di động cao, mượt mà, hiệu năng tốt hơn mà lại rất ổn định. Vâng, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là chiếc Dell Inspiron 5577. Máy được trang bị cấu hình Core i5-7300HQ, card GTX 1050 RAM 8GB, màn hình Full HD với tấm nền IPS. Máy được trang bị hệ thống hai quạt tản nhiệt và vỏ máy được làm từ nhựa, thiết kế bo tròn không góc cạnh như là đàn anh 7567 trước đó. Và với cấu hình trên thì không biết chiếc máy này sẽ hoạt động như thế nào. Chúng ta hãy bắt đầu chơi game nhé. Ok, và đây là tựa game Genshin Impact, anh em có thể nhìn thấy. Mình xin được nhắc lại là cấu hình trên chiếc máy này mình đang sở hữu đây là chip i5-7300HQ, card GTX 1050 RAM 8GB nha anh em. Và khi bạn vừa vào game thì game sẽ tự thiết lập cho bạn ở thiết lập tầm trung. Đây mình sẽ show cho anh em thấy. Đây, tốc độ khung hình mình để ở 60 này. Độ bộ dọc thì mình sẽ đóng đi để đảm bảo cho khung hình luôn luôn ở 60. Độ gió nét mình sẽ để ở 0.1. Chất độ bóng tất cả để tầm trung. Thời gian cơm cũng sẽ bỏ đi. Thời gian hồ mình đóng, ok. Đây, và tốc độ khung hình đang để cho chúng ta là ở 60-61. Rất là ngon đúng không anh em? CPU dao động khoảng 75 độ C, rất là mát. Xung nhịp giữ ổn định khoảng 2.6, đôi khi đến 3.0. Và bây giờ mình sẽ thử tựa game này trong khoảng 15 phút để xem chiếc máy này hoạt động như nào nhé. Ok, và sau vài phút trải nghiệm tựa game này ở thiết lập tầm trung thì mình thấy khung hình đang giữ vẫn rất ổn định, khoảng từ 55 đến 60 FPS. CPU vào khoảng 70 độ C và xung nhịp giữ rất ổn định, khoảng 2.6 cho đến 2.9. Quá ok phải không anh em? Với tầm giá 14 triệu cho một chiếc máy có cấu hình i5-7300HQ, card GTX 1050 RAM 8GB thì mình nghĩ rằng đây là một lựa chọn rất là đáng để cho em tham khảo. Ngoài ra thì mình cũng xin nói thêm về chiếc loa của chiếc máy này. Chiếc loa nghe các âm thanh như cháy nổ hay tiếng lôi điện, tiếng nước hay là tiếng băng thể hiện khá là tốt trên tựa game này, nên em có thể không cần phải đeo tai nghe. Và đó là thiết lập tầm trung ở chiếc máy này, hoạt động rất tốt, rất ổn định. Vậy thì mình sẽ thử để setting cao thêm một chút xem chiếc máy này hoạt động như nào nhé. Lần này hình ảnh này, ở đây mình sẽ để thiết lập cao này, đây 60fps mình vẫn giữ này, đồng bộ dọc mình sẽ tắt đi, độ rõ nét 1.1, cực kỳ cao. Thiết lập tầm trung mình sẽ để ở mức cực cao, đó là mức cao nhất ở thiết lập này. Cửa răng cưa mình sẽ để tắt đi để cho khung hình ổn định. Đóng
nhé. Rồi thử xem chiếc máy này hoạt động như nào nhé. Mình sẽ chơi trong khoảng vài phút cho anh em xem. Wow, sau khi mình để thiết lập setting cao thì thực sự mình rất là bất ngờ trước cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này. Như anh em có thể xem trên đây, CPU chỉ dao động vào khoảng 73 độ C. Khung hình vẫn giữ rất ổn định ở khoảng 50 cho đến 52. Thật sự là quá ngon. Ở với mức tầm giá khoảng 45 triệu, anh em nó có thể sở hữu một cấu hình i5-730HQ, card 1050 và RAM 8GB. Mình thấy đây là một lựa chọn đã cho anh em tham khảo. Ngoài ra thì mình muốn nói thêm về nhiệt độ bàn phím. Khi mà mình chơi thì cảm giác nó không hề khó chịu. Cảm giác bàn phím nó rất là ấm bởi vì đây là một thiết kế bằng nhựa. Cho nên là nó cho anh em cảm giác rất là thoải mái khi chơi. Nên em không cần phải quá lo lắng là nhiệt độ nó có nóng hay không. Đối với mình thì ở mức setting này, khi mà FPS khoảng 40 cho đến 50 thì vẫn là một setting khá là hợp lý. Nhưng nếu mà em quá khó tính thì anh em có thể để xuống ở mức thiết lập tầm trung. Thì lúc đấy FPS vào khoảng 60 thì có lẽ là sẽ phù hợp với anh em. Nhưng với mình thì chắc cũng như những anh em khác thì vào khoảng, nếu mà FPS không dưới 30 thì vẫn là mức FPS hợp lý, đúng không nào? Và qua trải nghiệm của mình thì mình thấy chiếc máy này chơi tốt trên cả 3 cấu hình. Hệ thống hai quạt tản nhiệt đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Máy rất mượt, khung hình ổn định, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 74 độ. Quạt rất êm và không quá ồn. Thiết kế không quá nổi bật nên rất thuận tiện cho những anh em có nhu cầu học tập và làm việc. Và quan trọng hết là giá thành lại rất rẻ cho anh em học sinh sinh viên. Và đó là ý kiến cá nhân của mình về chiếc mẫu 5577 này. Còn anh em nghĩ sao? Nếu như anh em đang quan tâm đến mẫu laptop này hay bất kể mẫu laptop gaming nào khác, hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.